Má ơi, má ơi. Cái gì vậy? Nữ trang trong hộp của con mất hết rồi má. Con coi có để lộn ở đâu không? Cái nhà này ai dám vô lấy? Trong hộp không còn một món. Nè má coi đi. Má cho mấy người này vô đây làm chi vậy? Nãy giờ rần rần như vậy mà anh không biết hả? Mắc nghe ca giọng cổ mùi quá trời, có biết gì đâu. Dưỡng thai thì nằm yên ở đó, ai ở đâu thì ngồi yên. Còn hai người lục hết cái phòng này lên kiểm tra cho kỹ. Ba tìm gì vậy ba? Còn làm bộ ngây thơ nữa hả? Để coi một chút nữa cô có nói giọng của một đứa vô tội không. Tắt cái radio đi. Không, tôi đang nghe giọng cổ. Nguyên cái hộp vàng vòng con cất kỹ như vậy làm sao mà mất được chứ? Cái này là cái gì? Mày dám ăn cắp đồ của tao hả? Không có được la làng, làm cho vợ nhỏ giật mình sao? Huệ không có lấy cái đó của vợ lớn đâu. Là tôi á, tôi mang qua cho vợ nhỏ đó. Sao cái gì của tôi ăn cũng đem qua đây hết vậy? Thì tại vì tôi thấy má cưới vợ lớn về có nhiều vàng, trong khi vợ nhỏ không có miếng nào á, tôi mới lấy cho vợ nhỏ mấy món thôi. Mà chưa lấy tôi quên luôn. Con lấy đồ của vợ lớn đưa cho vợ nhỏ như vậy là sai. Mau trả lại cho vợ con đi. Vợ nhỏ của con không có vàng đeo kìa, con tội nghiệp lắm. Ngày mai má sẽ làm cho nó một bộ. Nhưng mà phải y chang vậy mới được nha. Ừ, y chang thì y chang. Còn Thúy, cho má mượn bộ trang sức của con đi. Má đưa cho tiệm vàng làm mẫu. Tuy là bạc mạ vàng nhưng mà làm rất là tinh xảo, không khác gì so với nữ trang của con hết. Thúy, má nói gì con nghe không? Sao đứng thừa người ra vậy? Không được, đây là nữ trang của con, con không cho ai hết. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.